Em hay nhiều lắm. Thì không sao đâu, chắc là em bị viêm á. Qua đây chị kê thuốc cho, bác kê thuốc Ủa sao hồi hộp vậy ta? Em hụt hẫng thật sự luôn á. Thì nói vậy rồi thôi cũng đi xuống đo, bình thường là không khám trong luôn nha. Lúc đó là 38 tuần rồi đó. Mới tuần trước em đi khám là vẫn khám trong bình thường. Em phải chịu đựng tới cái ngày chồng em về á. Là bao nhiêu ngày? Là đúng một tuần á chị. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy trời? Trời ơi, một tuần. Công nhận con nó cũng kiên cường với em ghê. Tại vì trước đó là em bị đa ối. Một tuần trước đó nữa là bác sĩ là dặn em là đừng có uống nước dừa, với lại tại em thèm ngọt, em uống nước dừa nước mía hoài à. Thì bác mới nói là đừng có uống nữa, cái chừng bị đa ối. Thì tới thì đó thì nó cứ tiếp diễn như vậy. Tới cái ngày mà chồng em về á, thì ví dụ như 9 giờ tối hôm nay chồng em về, thì 1 giờ khuya đó là em bị đau. Em đau, em bắt đầu đau bụng thì em mới lên mạng em search. Em sợ thì người ta nó em thấy người ta ghi là giống như là một cơn gò mà dọa thôi. 10 phút. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Dạ, em tên là Mộng Quỳnh ạ. Trước thì em làm mẫu ảnh nhưng mà bây giờ thì em đang ở nhà chăm bé ạ. Quỳnh năm nay được bao nhiêu tuổi và em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, em thì 29 ạ. Em bé thì được 10 tháng rồi. Dạ. Chỉ ở nhà chăm em bé thôi, như vậy là Lan nghĩ chắc là bạn cũng phải có dành nhiều thời gian để cho mình tập luyện cho cơ thể của mình nó mới được đẹp như vậy đúng không? Bỏ qua chuyện tập luyện đi em, lát nữa mình nói đi. Cái format của chương trình là đầu tiên là lần đầu biết mình mang thai bé, cái tin đó nó đến như thế nào mình ha. Lan ơi, nhớ kịch bản em. Vợ chồng em mới lấy nhau thì 3 năm thì em có thả nhưng mà nó không có dính. 3 tháng thì bữa đó thì em bị té xe. Đang đứng vậy thì xe tông thẳng luôn người em luôn. Trời ơi. Vì cái té xe đó thì em tự mới nhiên... vô bệnh viện. Không, em bình thường lắm chị. Em té mà em té ngồi cái bẹt. Là tư thế em lúc ngồi là em ngồi giống như ngồi xếp bằng ở dưới. Té rất điện ảnh luôn. Không hiểu tại sao vậy nữa là em té trước bệnh viện chồng em làm luôn á. Cái xong rồi về cái em nằm thì không biết linh tính gì đó không biết. Thì em mới đi thử que. Em mới biết là em dính á. Rồi tâm lý của mình lúc đó như thế nào? Dạ em sợ lắm chị. Mà thật sự luôn thì lúc mà em đi khám á, thì bác sĩ báo là động thai. Dạ là vì lý do đó đó. Với lại em nghĩ là một phần là cho chắc là không biết có cái quan hệ mạnh. Ủa khoan em. Ủa không. Một vài những cái chị như gọi là thông tin y khoa thì điều đó nó không phải là không ảnh hưởng đúng không chị? Cũng không đến là em gì. Không biết nữa tại vì vô bác sĩ Lan vậy thì em biết vậy thôi. Bác sĩ rài bác sĩ nay động thai rồi hả con? Dạ. Rồi cẩn thận. Dạ đúng rồi. Bớt lại. Trời bác ơi con mới bị tông xe mà. nhưng mà lúc đó thì là cái kết quả đó là em đã có em bé được bao lâu rồi? Mới có 3 tuần rồi. 3 tuần. Dạ. Và giờ là nằm treo chân. Sau đó thì khi mình báo tin cho ông xã biết thì cái phản ứng của ông xã lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì gần sinh nhật chồng em cho nên là em làm bất ngờ cho ảnh luôn đó, kịch bản này. Dạ. Rồi sao là coi bộ đây là một cái mà mọi người muốn nghe nhất nè. Đừng có chờ đợi nghe. Dạ. Đi sao làm sao. Dạ em lấy thì que để vô hộp. Dạ không, em đưa thẳng thôi thì lúc đó ảnh quay qua là ảnh nói thiệt không trời rồi xong rồi đi xuống nhà thuốc liền luôn, mua thêm ba que khác bắt em thử lại. Không có cái gì cảm mạng đâu chị đừng trông chờ. Tin tưởng nhau. Không có cái gì. Không phải có tại cái vì gì đâu, tại vì thật sự đó là 3 tháng trước là mình đã thử rồi nó không có dính. Cho nên là lúc này ảnh giống như nó bị tuột mút bớt á chị, trông đó chờ là quá. Của 3 tháng trước mấy anh mắc cười quá. Chuyện của bữa nay là đã khác bữa hôm qua rồi. Nhưng mà vui ha. Tôi nhưng tức mà quá. Nhưng mà chị hỏi nè. Em tức cái gì? Em cũng giống như bị xịt với chị. Mình vui lắm nhưng mà khi mà mình gửi cho chồng mà cái phản ứng vậy thì cảm thấy em làm như ông đàn ông ghê luôn. Em làm như đây là lần đầu tiên em ngồi cái ghế này của chết với mẹ bỉm sữa vậy đó. Cái kịch bản này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Ở bao nhiêu cái ngôi nhà rồi em biết chưa? Có trách không? Lúc mà em thử que á là lúc đó có một mình em ở nhà thôi thì em khóc. Mà lúc mà có ảnh đó thì em có rúm rúm là tại vì em tuổi thân chứ không phải. Rồi ông có nhận ra cái sự rúm rúm đó của em không? Dạ không luôn chị. Thấy chưa? Cầm cái que cười không à? Mấy anh ơi, thật ra thì tụi tôi biết là có những cái sự tưởng tượng nó cũng hơi quá so với đời thiệt. Nhưng mà mình cũng cố gắng đi, bên đây hạ xuống thì mấy anh cũng nâng lên giùm chút ha. Chứ cái gì đâu mà, ôi phụ nữ đã luôn luôn bị hụt hẫng vì cái cú này. Dạ. Rồi cái quá trình mình mang thai á, cái sự chăm sóc em bé trong bụng nó có cái khó khăn gì xảy ra hay không? Dạ thì trộm vía thì em có em bé em cảm thấy mọi chuyện nó không có nhẹ gì. Nhàng lắm dạ hả? Đúng rồi ạ.
Em không có kén ăn nhiều, chỉ có kén thịt cá thôi. Nhưng lúc đó là mình còn làm mẫu ảnh không? À, không chị, không. Tại vì đâu ai muốn nó đâu chị. Đâu ai muốn nó đâu. Đâu ai muốn nó đâu. Mình có bị ảnh hưởng về mặt tâm lý không? Bởi vì mình đang là một đang cái là... cô người mẫu nè. Người mẫu thì tức là chuẩn về vóc dáng và đang có công việc tốt để làm. Mà mẫu ảnh là đẹp nha. Đúng rồi. Đẹp. Và bây giờ thì mình lại mang trong mình một cái em bé, hình dáng của mình nó thay đổi và công việc của mình nó bị gián đoạn. Em có cảm thấy là tiếc cho cái con đường của mình không? Dạ thật sự thì tiếc thì chỉ có một chút thôi. Nhưng mà tại vì là em cũng tới tuổi cần phải sinh em bé này nọ, cho nên là em cảm thấy em hy sinh. Nhưng mà buồn không? Tiếc thì một chút. Nhưng mà câu hỏi của chị dành cho em là mình biết là nó hợp lý, nhưng mà buồn không? Tức là cái yếu tố về mặt tâm lý, tình cảm, cảm xúc của mình trong thời gian mang thai. Tại vì công việc của mình thì đi quen rồi, giờ bây giờ ở nhà thì cái tâm lý nó cũng có chán thiệt. Nó hơi ngột ngạt chị. Nó ngột ngạt lắm, cảm giác như là mình giống như là không có làm ra tiền nữa. Nó cũng có cái cảm giác đó. Rồi ông chồng không có tác động vô mà tự nhiên nghĩ tới những cái chuyện nhiều vậy? Không, tự em thôi, tại vì chồng em vẫn bình thường em. Rồi em vượt qua được những cái chuyện đó nó như thế nào? Thì em rảnh ở nhà thì em tự mở nhạc rồi em tập. Tự mở nhạc tập sơ rồi lâu lâu thỉnh thoảng đi ăn uống với bạn bè thôi. Dạ. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái ngày mà mình đi sanh nó có cái dấu ấn của nó có đặc đó. Biệt không? Em sinh bé 38 tuần. Thì ngay cái tuần mà chồng em đi công tác á, thì ảnh đi công tác đợt đó là ở Quảng Ngãi một tuần. Thì cái đêm ảnh đi cho tới cả, nói chung là cả tuần đó thì em bị chảy nước ở dưới đó thì thật sự lúc đó em không biết em chảy nước gì nữa. Nói chung là nó có mà em đi khám á, thì vô tình bữa đó thì bác sĩ á, thì nhà có tang thì cho một bác sĩ trẻ khác khám. Kiểm tra. Em cũng có nói là tại sao em ra nước dậy rất là nhiều, một ngày mà em thay mấy cái quần, với nói chung là em thay nhiều lắm. Thì không sao đâu, chắc là em bị viêm á, qua đây chị kê thuốc cho, bác kê thuốc. Ủa sao hồi hộp vậy ta? Em hụt hẫng thật sự luôn á. Thì nói vậy rồi thôi cũng đi xuống đo, bình thường là không khám trong luôn nha. Lúc đó là 38 tuần rồi đó, mới tuần trước em đi khám là vẫn khám trong bình thường. Em phải chịu đựng tới cái ngày chồng em về á. Là bao nhiêu ngày? Là đúng một tuần á chị. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy trời. Trời ơi, một tuần. Công nhận con em cũng kiên cường với em ghê. Tại vì trước đó là em bị đa ối. Một tuần trước đó nữa là bác sĩ là dặn em là đừng có uống nước dừa, với lại tại em thèm ngọt, em uống nước dừa nước mía hoài à. Thì bác mới nói là đừng có uống nữa, cái chừng bị đa ối. Thì tới thì đó thì nó cứ tiếp diễn như vậy. Tới cái ngày mà chồng em về á, thì ví dụ như 9 giờ tối hôm nay chồng em về, thì 1 giờ khuya đó là em bị đau. Em đau, em bắt đầu đau bụng thì em mới lên mạng em search. Em sợ thì người ta nói, em thấy người ta ghi là giống như là một cơn gò mà dọa thôi. 10 phút. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mà em chịu tới 6 giờ sáng. 6 giờ sáng cái bắt đầu em thông minh lên rồi. Đúng rồi. Phải có những lúc mình gọi dạ. là bừng sáng tư duy đồ. Dạ, em thông minh lên cái trời em. Trời ơi may quá. Em lên em nhắn tin em hỏi bạn. Thì bạn nói là coi chừng là bị dọa sinh. Ủa em ơi, thông minh lên rồi mà cũng vẫn chỉ là thay vì search internet thì chuyển qua hỏi bạn vậy thôi đó hả em? Dạ, xong cái em cãi với bạn em nữa. Hả, vậy bà hỏi là làm chi? Là em nói nè, nãy tao search là vậy vậy nè. Cái nó nói, cái con em dâu em á, nó mới, tại em hỏi nhiều người lắm. Tại em, con em dâu em thì nó thức, nó nhắn chị ơi vô bệnh viện lẹ đi này đó. Dạ thì em mới bắt đầu em quyết định rồi, em bây giờ em phải là em đứng lên em tắm với trang điểm. Em tắm với trang điểm. Giống tôi nè. Đúng rồi chị, tự luôn. Mà trong cả thời kỳ đó là em toàn mặc đầm body len đồ á chị, cho nó thoải mái, với lại em sợ mấy cái đầm mà rộng thùng thình lắm. Em vẫn nhịp sống bình thường á. Em không hề nói với chồng cái gì, ổng ngủ khò khò kế bên vậy đó. Mà em tới đúng giờ chuông báo thức reo là em kêu dậy. Cái đi làm, cái ra còn tính ngựa nấu đồ ăn sáng nữa chứ. Tính nấu đồ ăn sáng. Mà chị không nổi nữa, nói anh ơi em đau vậy đó. Thì cái ảnh mới chở đi ra ngoài mẹ em. Ảnh phải đi làm. Thì em ăn sáng, ăn nửa phần thì không chịu nổi nữa. Lúc đó là 8 giờ mấy. Mà chị coi em đau từ 1 giờ tới 8 giờ sáng mà em một mình chịu vậy đó. Chứ em cũng cảm thấy là không có cần thiết là phải đi vô gấp nữa. Tại sao em?
cái lý do gì tại thời điểm đó mà em nghĩ là tại vì em nó trong cái tầm chịu được của em. Em nghĩ là chắc là em bị dọa thôi chứ em nhưng con em có thể nó chịu không được. Dạ nhưng mà em không biết lúc đó là gì hết chị. Lúc đó không biết chị, đúng. Không đúng biết rõ ràng. Tại vì 38 tuần rồi, nó không có giấu. Em không biết, em nói chung là thật sự là lúc em cũng dở là em không hiểu. Với lại một phần em tin bác sĩ quá, bác sĩ nói vậy rồi mình nói làm sao? Bác sĩ nói sao kệ chứ giờ vô đúng cơ sở y tế rồi, tóm lại là 8 giờ là đi vô bệnh viện chưa? Vô rồi, tám mấy bắt đầu vô thì khi mà bước xuống ai cũng nhìn em á, tại vì em mặc đầm body nha, màu đỏ hột nè, trang điểm rồi. Là anh đi vô vậy đó thì vô đợi qua đợi lại thì tới cút mạch được khám rồi em đã nở 5 phân rồi. Trời ơi. Dạ. Tới lúc mà em vô thì em xin mà phòng cho chồng vô nữa. Phòng gia đình. Dạ. Thì ảnh vô thì ảnh ảnh phá người ta hai cái ghế. Em đau, em đặng mà ổng té trước. Ổng té, ổng lọt ghế. Có nghĩa là cứ một cơn thở của em là bên kia gãy cái ghế. Em không biết ổng ngồi kiểu gì mà cái ghế sắt ổng theo em. Dạ. Ổng rặn theo em đó, ổng gần. Cân nặng của chồng em tầm nhiêu? Dạ ảnh là có chơi gym á chị, cho nên là hơi lực lưỡng chút xíu. Vừa chơi gym vừa lực lưỡng, cái kiểu như là Lan cầm hai ghế nè. Không bên nghe. Kia bà vợ thì rặn, bên đây minh họa đó. Em nghe mấy cái chị kia la em sợ quá chị ơi. Em chỉ có gồng, em lăn qua lăn lại vậy đó. Mà chồng em không ôm em vô. Đang quả muốn chết rồi mà cứ ôm vô lòng vậy. Tại sao cái lúc mà tôi đưa cái giấy siêu âm tôi có bầu không ôm tôi đi? Bây giờ vướng víu mà ôm cái gì? Đúng rồi chị. Đang đúng quả điểm. Thở không nổi mà cứ ụp cái đầu mình vô ngực. Mà cái ngực của ổng chà bá, không có chỗ thở chơi. Đưa vô cái em la lên đi, em la lên đi. Trời ơi, em la cái gì ba thiệt, đau muốn chết luôn. Em nhìn, em nghe mấy cái chị kia la em sợ lắm. Tại vì thấy nó kỳ kỳ sao. Em giữ hình ảnh đúng không? Không phải chị, em giữ hơi cho em. Trời la là hết hơi rồi. Không, tại vì đâu là mình muốn ngất xỉu luôn á. Dạ. Đâu mà mình muốn liệm đi thì sức đâu nữa mà la. Đúng rồi chị, em thấy sức đâu, la là không có sức rặn nổi luôn á chị. Chị là tại giữ hình ảnh nên chị không có dám la. Cô này kiểu như là sợ phải đẹp. Dạ. Còn chị em thì chịu được. Với lại em thấy mấy người kỳ kỳ quá nên em tém lại. Tém lại. Mình thấy con mình ra đời mình như thế nào nè? Dạ thì rất là, nói chung là em cũng thấy bình thường, chẳng như là nó không có, lúc đó mình mệt quá rồi nó không thiêng liêng như người ta đồn. Đúng rồi, chắc vậy á chị. Em cảm nhận nó không được nhiều lúc đó, tại lúc đó em mệt với đau quá. Dạ. Trời. Với lại em cười chồng em. Hả? Sao vậy? Thì tại té làm em ngồi em chửi á chị. Trong phòng sinh. Dạ không. Đúng rồi, chửi yêu thôi chứ không phải là chửi này kia. Nó nghĩ sao ngồi cũng vậy đó. Không có những cái ca sinh á mà thử thách cho ekip đỡ đẻ quá ha. Lo đỡ đẻ mà còn phải lo rất cho là, người nhà. Rất là thương cái ekip đỡ đẻ. Rồi sau đó thì bao lâu mình được xuất viện? Dạ thì 3 ngày ạ. Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Em có thể chia sẻ rõ hơn về cái quá trình mà mình nuôi em bé bằng sữa nó như thế nào? Dạ, thật sự luôn á là em thấy á đi cái việc mà mang bầu tới sinh đẻ, nếu mà không có cái khúc mà đau đẻ thì em sinh mấy đứa cũng được. Tại vì mọi chuyện với em thì cảm thấy rất, nó tới rất là nhẹ nhàng. Như cái việc mà em nuôi con bằng sữa mẹ thì chỉ có việc là chăm con với cho con ti thôi. Cứ 3 tiếng là em hút sữa một lần. Thì em nghĩ là do là một phần em hút đều như vậy á thì sữa của em nó rất là nhiều. Đúng rồi. Một ngày em hút có thể là tới 4-5 lít đó. 4-5 lít sữa. Dạ, em đi cho tứ xứ hết trơn luôn. Ở với mẹ mà, cho nên được mẹ chăm nhiều. Rồi chồng em á, thì trong giai đoạn đó thì cũng nói chung là cũng chăm sóc này nọ lắm. Nhưng mà có điều là hay nhậu á chị. Thì em chỉ buồn cái đó thôi. Ở nhà khi mà hai mẹ con thì mình lúc nào cũng nhất hết á. Mà khi mà đã vô cuộc vui rồi á thì là chiến hữu là trên hết. Dạ đúng luôn, chính xác luôn á chị. Rồi sao? Thì cái đợt đó thì em nằm ổ vậy đó. Thì cứ nhậu hoài, cứ đi hoài, bỏ đi hoài. Có khi đi tới 2-3 giờ sáng nữa. Thì ở nhà thì bữa đó em chịu hết nổi rồi. Em mới khóc. Em đã ráng dặn lòng là ở cữ thì ba mẹ cũng dặn hoài đừng có khóc, buồn cỡ nào buồn đừng có khóc. Thì em khóc. Khóc thì tới nỗi mà bữa đó thì ảnh vẫn còn cãi. Không phải là cãi lộn, rất là khó chịu. Vợ chồng cảm thấy việc của anh nó bình thường sao mình hai tụi em là vậy? Lý luận đó chị. Nghĩa là tranh luận với nhau đúng nghĩa mà rất ức chế lắm. Thà chị cãi lộn chị còn la lối này nọ, còn này cứ tranh luận rất là mệt mỏi. Thì em chịu không nổi nữa, em có khóc. Thì khi mà em lấy khăn giấy em chùi thì em thấy
máu mũi thì tè le hơn, tùm lum hết trơn. Trời ơi. Thì khi mà dở cái khăn giấy ra thì bắt đầu ảnh mới im, không nói nữa. Bởi vậy mới nói là các ông chồng, chúng ta hãy cố gắng để ý tới tâm lý của các bà vợ sau khi sinh giùm một cái. Trời ơi, bởi vì trong cái thời gian mà ở cữ, thậm chí là đến cả một năm, sanh xong một năm là những người phụ nữ sau sinh họ vẫn có thể bị lên máu sản hậu, mà cái đó rất là nguy hiểm luôn. Thì xong rồi ảnh cũng thay đổi chị, thay vì ảnh đi nhậu thì ảnh kéo bạn về nhậu. Cũng là một cách chuyển biến nó tích cực hơn. Không, thì bây giờ em nghĩ thì người ta lùi một bước rồi, thì thôi mình cũng ráng. Nghĩa là anh có thể không bỏ nhậu nhưng anh có thể thay đổi địa điểm nhậu. Dạ, thì giống cũng như sáng tạo. Nhậu trước mặt em cho em yên tâm vậy đó, dạng vậy. Bây giờ mình nói đôi điều về cái chuyện... Thôi đừng có đôi điều, nhiều điều đi. Chị đang thắc mắc tại vì sao cô này cô lấy lại dáng nhanh quá, mà cô đẹp như vậy nữa. Rồi bây giờ làm sao đây, cái chuyện vợ chồng thì chắc chắn là nó sẽ cho nên nó nhiều điều lắm. Quay trở lại nó nhanh hơn những người khác đúng không? Dạ thì chưa đầy tháng con em thì em làm đầy tháng chảnh rồi. Có nhiều mẹ điểm tới chương trình này dùng những nhiều cái từ mà mình bất ngờ thật các sự bạn, có những thuật ngữ rất sáng tạo. Có nghĩa là nói chung là mình đã đầy tháng cho ảnh trước khi mình đầy tháng cho con. Dạ. Cái tiệc đại tháng nó lớn không em? Hoành tráng không cưng? Dạ lén lút thôi chị, tại vì dạ. Sao vậy? Thì bà, mẹ la. Bị sợ bị la. Sợ, dạ đúng rồi, ở chung với ngoại mà. Dạ. Lén lút, cái dòng mà lén lén á, nó mới đã. Đúng rồi, kiểu như là nó tăng cái sự kích thích lên đúng á rồi. Khi con người ta. Cái dòng lén lén á, nó đã lắm. Như ăn dụng ngon hơn ăn thiệt đồ các kiểu ha. Ngủ gục ngon hơn ngủ thiệt. Bây giờ thì mình có một cái tiết mục rất là dễ thương, một cái tiết mục gọi là gửi những lời yêu thương hoặc những lời trách móc hoặc là những cái mà mình mong muốn đến với một cái người nào đó. Phụ nữ mình á, là cho dù là em thấy ở bất kỳ vị trí nào á, thì cũng cần một cái quan trọng nhất là chồng mình ở bên cạnh. Bao nhiêu người như ông bà cha mẹ mà thương yêu cỡ nào đi nữa mà không có chồng kê bên cạnh đó, thì cái tâm lý nó cũng rất là bất ổn. Thì em mong là mọi ông chồng thì sau này thì luôn luôn bên cạnh vợ, luôn luôn bên cạnh vợ trong những lúc này. Cho dù thật sự là không có cần làm gì hết trơn á, chỉ cần ngồi yên đó cho tôi, nhìn tôi rồi là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Đây không phải là mong muốn của một mình bạn Mộng Quỳnh đâu, mà là mong muốn của tất cả các chị em phụ nữ luôn. Cho nên là thông qua chương trình này thì Lan cũng một lần nữa mong các ông chồng xem chương trình nhiều hơn và hiểu rõ hơn về tâm lý của các chị em chúng tôi. Các anh đừng có nói là đàn ông không ai thể hiện ra ngoài, nhiều khi người ta lo quan tâm bên trong, nhưng mà thôi làm ơn thể hiện ra đi cho tụi tôi thấy, tụi tôi an tâm. Tại vì trong cái giai đoạn mà mang bầu rồi ở cữ, tâm lý tụi tôi bất ổn lắm. Rất cảm ơn Mộng Quỳnh đã đến với chương trình và chia sẻ được những cái điều, những cái câu chuyện rất là thú vị.